Welcome cả anh em trở kênh THPG của mình hôm nay. Tiếp tục với con game Tây Du BNG thì video mình sẽ hướng dẫn anh em kỹ năng ngày 10. Ngày hôm nay thì anh em nông dân chú ý cho mình mấy cái quan trọng đây. Đầu tiên hôm nay anh em lên level 65 là được tiến cấp tướng lên cộng 10. Đây anh em có thấy hôm nay mình đang đấu giá cái pháp bảo Văn Lăng. Với hôm trước mình quên ơi. Cái con game này về sau không biết là anh em chơi tướng gọi nào. Nhưng mà anh em mà mua cái pháp bảo Văn Lăng ấy, về sau anh em dồn có làm được. Còn anh em mà mua pháp bảo ấy, về sau mà không chơi ấy, sẽ tỏa chú ý nhá. Nhận lốt cái lợi ích đấu giá này. Đây 679. Mình mua ba cái pháp bảo đỏ ấy thì tốn 3k6. Đây hiện tại kim bảo mình vẫn còn là 48k. À, này của mình không ra con Dương Tiến mà nó ra con Thiên Đế. Giờ mà mình mua pháp bảo Thiên Đế ở trong cái tiệm ấy, nếu mà về sau mình không chơi lứa rất là phí. Nhưng mà nếu anh em mà mua cái pháp bảo Văn Lăng ấy, khi anh em trùng và sinh xuống ấy, thì nó sẽ trả lại Văn Lăng. Nói chung là anh em lưng cái gì thì nó sẽ trả lại đấy. Đây mình sẽ vào cái thu hồi cho anh em xem luôn. Đây pháp bảo này. Đây ví dụ như là con tướng chính không? À đâu, con thiên hậu luôn đi. Trùng sinh này. Đây 8 cái pháp bảo cộng với 33 cái Văn Lăng pháp bảo. Đây, anh em chú ý nhá. Cam ấy thì anh em cứ mua mấy con chính ok. Còn riêng đỏ ấy, anh em đừng mua anh tinh, chắc ăn nhất anh em chỉ mua Văn Lăng thôi. Văn Lăng giá thấp nhất thì nó bằng giá với cái pháp bảo trong tiệm ấy, nên nhiều anh em mà lạp tầm ở chung ấy sẽ không cay của anh em. Anh em đợi tí mình thoát ra lại nhá. Cái con game này ấy, mình cứ chơi một lúc không thoát ra ấy là nó bị lag em ơi, nó cứ cảm giác giật giật ấy. 2000 years later. Ngày hôm nay anh em lên 65 mà sẽ được tiến cấp lên cộng 10 ấy. Game này ấy, thể lực anh em không đủ để mình tiến cấp full đấy, nên anh em dồn mấy con chính cho mình. Đây như mình ấy, thì hiện tại mình đang dồn con tướng chính này, con búp máu cộng với con tanker. Ngày mai mình sẽ lên cái con nguyên quân cộng 10. Với tiếc tí là arc này của mình ấy, lúc đầu mình không có mua pháp bảo của con nguyên quân. Nếu mà mua ấy, kéo khi là hôm nay cộng 25 rồi. Đây hàng Nga cộng 13 này. Nói chung giờ arc này của mình ấy, mình sẽ mua full 4 con Nguyệt Láo này, hàng Nga, Nguyên Quân, Thiên Hậu cộng với con tướng chính nhá. Đây cộng 25 này. 4 ngày sau thì nó sẽ mở cấp tiến bậc của pháp bảo ấy. Hôm mai là ngày 10 ấy, 4 ngày nữa là ngày 14 hoặc là ngày 15 em ơi. Khéo khi là qua 2 tuần ngày 15 ấy. Giờ mình vẫn mua pháp bảo của con tướng chính ấy, đợi tuần sau nó up lên cộng ấy, rồi mình sẽ dồn con tướng chính nhá. Hiện tại đang này của mình thì vẫn dồn con tướng chính là hóa điện mẫu. Đây này mình có một lối là mình ở không farm cái đột phá lúc đầu. Hiện tại mới có cộng 6 thôi. Ngày mai lên được cộng 7 hay lên là được cộng 8. Nhưng mà phần trăm cao là chỉ được cộng 7 thôi em ơi. Tại vì trước ải 15 ấy, anh em chỉ được farm 40 lần ở map 7 thôi. Hơi toang. Nếu mà anh em farm đầu khéo khi hôm nay là lên được cộng 8 hoặc 9 rồi đấy. Và cái cục lương cấp đấy anh em đừng mua nhá, rất là phí. Anh em farm từ từ cho mình. Còn về phần level ấy, hôm nay là anh em sẽ lên được level 65. Còn anh em mà xả kim áo ấy mới không bị thọt thể lực là anh em sẽ lên level 66. Lên 66 thì nó sẽ mở cái linh khiếu mới. Không biết phải linh khiếu nhỉ. Còn về lực chiến thì hôm nay mình đã đạt 11.445k. Kim áo mình vừa đấu giá tốn 4k còn có 48k. Hôm nay mình nhớ mình được thêm hai con tướng hay một con tướng thì phải. Thì cũng chẳng nhớ con nào nữa. Tại vì cứ có tướng mà mình đấu giá được thì được, có lúc mình gọi là không để ý tướng nào luôn, đằng nào thì nó cũng thành mảnh là lưng tên ký em ơi. Khi anh em lên level 66 ấy, ở trong cái linh lung thám bảo nó sẽ mở cái cam. Đây cái đầu tiên ấy thì nó sẽ mở cái đàn lâm lang cầm linh. Còn về cái u minh diện linh này ấy, chắc là anh em sẽ đấu giá khá gắt ở trong đấu giá. Ngày mai ấy, mình đấu giá được hai cái này, à đâu, cái chu linh này mình đấu giá được tận hai cái em ơi. Tại vì lúc đầu mình sợ không mua được nên là mình đấu giá cả hai cái, cuối cùng ấy chẳng ai mua, thế là mình làm luôn hai cái. Một cái mình nhớ là đấu giá 900, một cái 1k, tức là mình bị toang 1k mây, chỉ mua một cái để mình kích hoạt thôi. Sau anh em đeo thêm cái đá quý, à lên 65 ấy thì nó sẽ mở cái đá quý. Cái mình không rõ là level 65 hay là ngày 10 mở nhở. Nói chung là ngày hôm nay anh em sẽ mở cái đá quý này. Đá này ấy, anh em chỉ cần chú ý cho mình một cái thôi, anh em đeo cho mình ba viên đá. Đầu tiên là viên đá trắng tăng tấn công cộng với sinh lực. Thứ hai ấy, anh em đeo cho mình cái viên đá đen, nó tăng tấn công cộng với phòng thủ ấy. Hai viên này ấy, nó đều cộng 20 tấn công. Một cái nó tăng phòng thủ,
một cái thì nó tăng HP. Còn về cái đá đỏ ấy, mình nhớ nó chỉ tăng có 12 tấn công thôi. Để mình xem nó có cái đá đỏ level 1 không. Đây, đây level 1 thì nó chỉ tăng có 12 tấn công thôi, nhưng mà nó tăng thêm sinh lực cộng với phòng thủ. Mà game này ấy, anh em lên ưu tiên tấn công, cứ công là ok nhá. Lên anh em đeo cho mình 3 viên. Để mình xem là mình đeo vào 3 nhỉ. Đây, đầu tiên là viên trắng, thứ hai là viên đen, thứ ba là viên đỏ. Chỉ cần đeo cho mình 3 thôi. Còn là mấy cái màu khác ấy thì anh em dùng làm cái nhựa tăng cấp. Để mình xem có nào không ở đây. Đây mình sẽ tháo cái màu hai ra nhá. Mình đeo cái cục đen vào. Khám này. Rồi mình tiến cấp luôn. Đây anh em sẽ dùng huy hiệu để tiến cấp nhá. Đây anh em chỉ cần xài và lên cấp cho mình 3 thôi. Ok, xong phần linh khí này. Tính ra con game này ấy, ngày mai anh em chỉ cần chú ý cho mình mấy cái đấy thôi. Đầu tiên là lưng bậc ấy, anh em cứ dồn lên mấy con chính. Như mình hiện tại mình đang dồn con tướng chính này, búp máu này, cộng với con tanker. Đây, nếu anh em mà có con đỏ thì dồn thêm con đỏ nữa. Còn về phần linh khí, nếu mà anh em dư kim bảo thì có thể đấu giá mấy cái linh khí mới để anh em kích hoạt luôn. Tại vì bây giờ ấy, lên vờ rất lâu em ơi. Mình nhớ ngày qua mình đang vờ 64, mà hôm nay lên được 65. Ngày mai chắc là lên được 67. Nói chung là càng về sau càng lâu ấy, lên ấy, trừ cái đàn ra ấy. Anh em mua cho mình ba kia để kích hoạt tăng thêm khá khá nhé. Mình nhớ hôm nay mình kích hoạt một cái tăng thêm 80k. Mình đeo thêm đá nó tăng thêm một xíu nữa. Nói chung là cũng ok. Và kèm theo đá ấy, thì nó sẽ thêm cái tính năng bồng lai tiên đảo ấy. Để anh em đi thì sẽ kiếm thêm đá cộng với kim áo ấy. Nếu mà anh em cái mở toạt chắc sẽ bị kẹt tầng 3. Còn anh em mà chuẩn ấy thì sẽ lên tầng 4 như mình. Đây tầng 4 thì mình vẫn chưa đi nhá. Đây thử đánh con cam xem qua được không. Sợ còn thua em ơi. Đây thua em ơi. Nói chung là anh em cái chạy lập đầu ấy là sẽ kẹt tầng 3 ấy. Hoặc là qua được cái tầng 3 lên tầng 4 kẹt. Ở này nếu mà mình quay tay khéo khi là vẫn qua được. Nhưng mà thôi. Đây có con tím này, chắc húp được em này. Đấy tím húp được, chỉ bị kẹt cam thôi. Nên là mấy cái dương thường là mình vẫn húp được. Cái tím mình đi sau. Còn về phần đấu giá thì em cứ đấu giá tướng cam 2k, tướng đỏ 9k. Nhưng mà đỏ anh em chỉ cần mua cho mình 3 con thôi. Một là thiên đế, hai là bạch cốt, ba là diêm vương hay gì nhở. Mình hay quên tên này em ơi. Đấy đó là diêm vương nhá. Đây một này, hai này, ba cái thiên kia đó là anh em xài khá ngon này. Tiếp đến anh em chú ý cho mình về cái tiệm thần thông. Thần thông là anh em cược sư phụ chạy mau. À nhầm. Đây đó cái tiệm vật cát thần thông này. Để hôm nay nó đã nhá hàng cái thần thông đỏ rồi. 7 ngày sau mở. Hôm nay ngày 10, 7 ngày sau tức là ngày 17 hoặc là ngày 18. Đây nó xài cho con tướng hỗ trợ này. Sau khi thi triển kỹ năng không tăng cường ở đầu, thần tướng phía trước người sở hữu hành động thêm một hiệp. Khá ok mày. À khoan á. Lần đầu cũng được à? Thế hơi toang nhỉ? Nói chung là cái cũng hên xui thôi. Chỉ sợ nhẹ còn mấy cái khác là chơi ok. Và anh em cấy thì chú ý cho mình ở cái bài viết mà mình đăng ở cái nhóm chia sẻ ngày hôm nay. Đây mình vừa đăng một giờ trước này. Đây anh em mà cấy chú ý cho mình ở mấy này nhá. Đấy ngày hôm nay anh em mà chú ý cho mình ở mấy cái bài này. Thôi ok mình xin kết thúc đây. Hẹn anh em ở các video sau. Bye bye anh em.